Thưa quý vị, trong những ngày Đà Nẵng thực hiện lệnh giãn cách xã hội tại các chốt kiểm dịch nơi ra vào cửa ngõ thành phố, người và phương tiện lưu thông qua các trạm giảm rõ rệt. Thay vào đó là các loại xe chở hàng thiết yếu, lương thực thực phẩm phục vụ người dân thành phố. Với những loại xe này, lực lượng chốt chặn tại các điểm tạo điều kiện tối đa nhưng vẫn đảm bảo nghiêm ngặt các quy trình phòng chống dịch bệnh. Tại các cửa ngõ ra vào thành phố, những ngày này không còn cảnh phương tiện tấp nập nối đuôi nhau để khai báo y tế. Đường trống vắng, thi thoảng có vài xe container chở hàng vào cảng Tiên Sa và xe chở hàng nông sản, thực phẩm đến phục vụ người dân thành phố. Các loại phương tiện phục vụ hàng thiết yếu này hầu hết là xe luồng xanh do ngành giao thông vận tải cấp phép. Khi đến chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng nhận diện bằng mã QR code và lưu thông nhanh chóng. Đối với phương tiện vận tải chở nông sản, thực phẩm cung cấp cho các vùng phong tỏa trên địa bàn thành phố, thì những người trên xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và thực hiện nghiêm phương châm một con đường, hai điểm đến. Trường hợp không đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định thì buộc phải thay đổi người lái để kịp thời giải phóng hàng hóa trên xe. Kể từ 8 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021, lưu lượng phương tiện qua tuyến chốt này giảm sâu đến 80%. Những xe tải còn lại là xe luồng xanh. Thì chúng tôi tạo được một điều kiện như chở nhu yếu phẩm, nước, rau, thịt, ngũ quả để phân phối về cho các trung tâm của các chợ Vinmart và phục vụ cho người dân Đà Nẵng. Tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 14B gần đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi thuộc huyện Hòa Vang, nơi thường xuyên có mật độ xe lưu thông đông, nhưng ba hôm nay cũng vắng lặng. Riêng loại xe vận tải ngoại tỉnh chở rau củ quả đến cung ứng cho thành phố thì vào ra nhộn nhịp, đặc biệt là giờ rạng sáng. Trạm trưởng trạm cảnh sát cửa ô Hòa Nhân cho biết, khi Đà Nẵng áp dụng tuần lễ vàng để truy vết, phòng chống dịch bệnh, tuy người và phương tiện di chuyển của cá nhân rất ít, nhưng công an thành phố Đà Nẵng vẫn tăng cường kiểm soát với phương châm, kiểm chặt đầu vào, giám sát đầu ra. Qua đó, lập biên bản, xử lý nghiêm những trường hợp ra khỏi nhà khi không có lý do chính đáng. Đây là một cái điểm chốt mà được lãnh đạo thành phố xác định là một trong những cái điểm chốt trọng yếu của các cái cửa ngõ ra vào thành phố. Thì lực lượng cảnh sát giao thông tại chốt đã triển khai cái việc kiểm soát và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái phương tiện cung ứng hàng hóa và các cái mặt hàng thiết yếu và cũng như là về cái sản xuất và phát triển kinh tế. Để đạt được mục tiêu quy trình theo 5 bước, từ cung ứng hàng hóa bên ngoài vào thành phố đến nhà cung ứng tổng, từ đại lý tổng vận chuyển đến quận huyện, từ phường xã đến khu dân cư, và từ khu dân cư đến tổ dân phố, rồi đến người dân, được kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo phòng chống dịch. Lực lượng liên ngành tham gia kiểm soát các cửa ngõ ra vào thành phố đã luôn túc trực 24/24, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, góp phần để thành phố thực hiện tốt tầm soát, truy vết, bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng trong 7 ngày vàng giãn cách.